Let's go! Ô kìa, vua phù mình làm sao vậy? Ngụy tạo vết thương. Chán quá đi, mình muốn về nhà chơi điện tử. Ôi không, các bạn nhỏ đã thấy hậu quả của việc không nhìn kỹ đường chưa? Dạ mà mình cũng được về nhà giống như Molly. Hả? Cậu đang chảy máu kìa Quốc Phu. Quốc Phu có ý tưởng gì đây? Em đau quá. Cô có thể gọi mẹ đến đón em được không ạ? Em ổn rồi, vết xước nhỏ mà. Có vẻ như cô mèo đã phát hiện ra vết thương của Quốc Phu chỉ là một vệt bút màu. Nhưng lần này thì Quốc Phu đã chủ động tự băng bó trước luôn. Đến tiết học bơi rồi cả lớp. Không lường trước được phải không Quốc Phu? Tớ đố anh cậu dám làm như tớ đây. Búfo, có gì đâu mà không dám chứ Búfo. Giờ thì hối hận cũng muộn màng rồi Búfo. Bình tĩnh nào, không phải như các cậu nghĩ đâu. Em không nên lừa mọi người à? Búp Phu thật dũng cảm khi dám đứng ra nhận lỗi. Gì cơ? Tôi phải chuyển đi ư? Mẹ sẽ tới trường khác làm việc. Chúng ta chuẩn bị chuyển nhà thôi con. Amy phải chuyển nhà. Ôi không, Amy sẽ rời xa làng sói thật sao? Mình sẽ nhớ mọi người lắm. Chụp ảnh khác đi, ảnh này tớ bị nhắm mắt kia kìa. Em sắp đi đâu à? Chuyển nhà. Đúng rồi ạ, em đang chụp lại thật nhiều ảnh để giữ làm kỷ niệm. Có vẻ như các bạn nhỏ đang chuẩn bị một bữa tiệc chia tay tình cảm cho Amy đây mà. Thật là chu đáo. Màu xanh. Màu hồng. Xanh chứ. Phải hồng. Chắc hẳn ai cũng sẽ rất buồn vì sự chia ly này. Các bạn nhỏ đã bao giờ chia tay người bạn thân của mình chưa? Đến lúc phải đi rồi. Amy à. Mọi người ơi, máy ảnh của Amy. Ôi không, cậu ấy lưu hết ảnh ở trong đó mà. Đi thôi nào. Búp Phù nghĩ ra cách gì để đưa máy ảnh cho Amy nhỉ?
Hả? Mẹ con mình sẽ muộn nếu quay lại đấy. Amy ơi! Xuyên về đây chơi nhé, Amy. Không cần đâu. Bởi vì mẹ lại không phải chuyển trường nữa rồi. Amy ơi. Dù không chia xa nữa, nhưng tình cảm của các bạn nhỏ với nhau đã khiến cho chúng ta rất cảm động, phải không nào? Ôi, có vẻ như các bạn nhỏ đang chờ đợi rất khó chịu đây mà. Không được chen hàng. Này! Ôi không! Các cậu! Cho tôi vào trước đi! Úp phù! Phải luôn tôn trọng quy định xếp hàng nơi công cộng đấy nha! Các cháu ơi! Nhường cho ông già đi trước với! Ha ha! Ông già Úp phù đã quá nóng vội rồi! Giờ tôi phải dọn nhà vệ sinh đó. Úp phù thật sáng tạo. Nhưng liệu có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không nhỉ? Mở cửa ra mau, Úp phù. Cố đợi chút đi. Cậu xếp vào đây sau khi tớ đi xong à. Đã thế thì cho cậu đợi nữa luôn. Úp phù, mở cửa. Úp phù không cho bọn cháu sử dụng nhà vệ sinh. Dạ ngay, Úp phù. Khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng, tuyệt đối không được chen hàng và cố đi vệ sinh quá lâu nhé. Cháu nhớ rồi à? Các bạn ơi, hãy luôn tôn trọng những nguyên tắc nơi công cộng nha. Ôi, đang giờ ăn trưa mà sao các bạn nhỏ lại chạy nhảy nô đùa thế này? Ăn sao cho đúng cách. Và nhìn xem, thức ăn trong bụng đang phát tín hiệu cầu cứu. Kêu, kêu bay, lên thuyền đi. Trời ơi, bạn dạ dày trong bụng sắp không chịu nổi được nữa rồi. Ôi không, Úp phù. Thấy chưa, vừa ăn vừa chạy, không tốt cho dạ dày các em đâu. Nên, hãy ngồi vào bàn ăn nhé. Đến giờ ăn, hãy ngồi ngoan vào bàn để không bị đau dạ dày nhé các bạn nhỏ ơi.
Piggy! Sao tự dưng mình lại bị sặc nữa nhỉ? Em vừa ăn vừa cười nên mới bị sặc đó, Piggy. Chúng mình cùng tìm hiểu xem vì sao lại thế nhé. Đừng vừa ăn vừa cười nha các bạn. Em hiểu rồi. Hai nguyên tắc để ăn cho đúng cách là gì? Các bạn nhỏ nhắc lại được chứ? Wow, Goofu có chiếc bánh sinh nhật thật xịn sò. Ôi không. Thôi đừng có dối nữa mà. Chúc mừng sinh nhật cậu Lucy. Món quà của Nancy rất sáng tạo. Wow. Ai sẽ để nó với những món quà khác? Trời. Xin lỗi Lucy. Anh Goofu phải làm gì bây giờ? Con đừng buồn Lucy. Anh Goofu không cố ý mà. Nào chúng ta cùng xem mẹ sói sẽ kể câu chuyện gì đây. Goofu. Chúc mừng sinh nhật cậu Goofu. Ôi, em bé Lucy đã thổi nến sinh nhật của Goofu rồi. Và còn làm méo tượng siêu nhân của Goofu nữa. Goofu, con đừng có giận em Lucy. Vì đây là lần đầu tiên con được tổ chức sinh nhật với em đấy. Chà, thế là Goofu đã tha thứ cho em Lucy. Vậy ra hồi còn bé, Goofu đã rất bao dung với em gái. Em cảm ơn anh. Anh là số 1 à? Ai mà ăn rồi ăn vãi thế này? Là Goofu. Taxi bừa bộn. Anh có thể xé gói bim bim này giúp em được không ạ? Chúng ta không nên ăn ở trong xe đâu con, vì có thể gây bừa bộn. Con xin lỗi ạ. May là xe vẫn chưa di chuyển. Các bạn nhớ lời dặn của mẹ sói chưa nào?
Bác tài xế ơi, chúng là gì thế ạ? Chúng là cần gạt nước giúp chúng ta có thể nhìn rõ đường khi đi trời mưa đấy. Wow, vậy cái nút này dùng để bật nó lên phải không bác? Có vẻ một cơn bão đang ập tới. Trời, không được ấn lung tung chứ Quốc Phu. Thật may mắn. Cháu không nên ấn nút linh tinh trên taxi đâu Quốc Phu. Việc làm này rất nguy hiểm đấy. Dạ vâng ạ. Ôi trời đất ơi, mẹ sói làm sao thế này? Em bé đắt giá nhất. Nào chúng ta cùng xem đã có chuyện gì xảy ra đây. Lucy, đừng làm đau mẹ nhé, nhớ đây. Quốc Phu vừa mới nói xong. Cả nhà cùng kiên nhẫn để Lucy ra đời nha. Bác bị làm sao thế ạ? Có một kẻ xấu đã tấn công ta trước, nhưng hắn đã bị bắt. Ôi, Lucy sắp ra đời ư? Vì Lucy cũng làm đau mẹ nên Quốc Phu đang nghĩ em gái mình là người xấu. Và thế là theo Quốc Phu, Lucy phải bị bắt đi. Xem nhé các bạn ơi, để Lucy còn được minh oan chứ. Bà ơi, có kẻ xấu, chính là Lucy em gái cháu. Lucy là tội phạm mà. Em ấy làm đau mẹ. Em bé nào cũng thế khi sắp chào đời con ạ. Ôi Quốc Phu ơi, sao lại chen vào thang máy đang quá nhiều người như vậy? Trời ơi, tai nạn ở thang máy ư? Lưu ý khi sử dụng thang máy. Mẹ ơi, phải đợi bao lâu nữa ạ? Các bạn
thấy hành động này của Hufu và Lucy là đúng hay sai? Rất xin lỗi mọi người. Sao mình không vào luôn vậy ạ? Thang máy đã chứa đủ lượng người quy định. Nếu quá mức sẽ vô cùng nguy hiểm đấy. Nó thật sự đáng sợ vậy sao? Không có chuyện đó xảy ra đâu con. Các bạn đừng quá lo lắng nha. Thang máy đều có báo hiệu quá tải để chúng ta biết. Cho ông đi nhờ nào. Mình tránh đường cho ông đi nha. Cẩn thận kẹp tay đấy, Phúc Phu. Cháu cảm ơn ạ. Và nên nhớ, hãy luôn cẩn thận khi thang máy đóng mở nha. Các bạn ơi, dừng lại. Không được nhảy đâu. Thang máy có thể bị đứt cáp và rơi đấy. Nếu chuyện đấy xảy ra thì mình nên làm gì ạ? Mẹ đã bảo là không được nhảy cơ mà. Cháu xin lỗi bác nhiều ạ. Các bạn đã hiểu được bao nhiêu lưu ý khi chúng ta sử dụng thang máy? Hãy chia sẻ với bố mẹ của mình nào. Ôi, sao trường học lại có quá nhiều zombie thế này? Ngôi trường zombie. Cha, trò chơi này hay quá. Vũ Phu chơi mãi không chán. Bạn thua cuộc. Cậu không thắng được ván đây đâu. Thôi bây giờ tập trung trang chỉ cho bữa tiệc zombie đi Vũ Phu. Tớ sẽ phá đảo cho cậu xem. Ồ, Vũ Phu quyết tâm lắm đó nha. Cậu đừng có mặt lười, mau ra trang trí tủ đồ đi kìa. Ơ kìa, đang trang trí mà Vũ Phu lại trốn vào tủ chơi điện tử. Nào cùng chờ xem, các bạn có kế hoạch gì để cho Húc Phu một bài học đây? Húc Phu không thể ngờ được, mới ngủ một giấc mà khi tỉnh dậy, tất cả mọi người đều biến thành zombie. Có mèo ơi, các bạn bị làm sao vậy ạ? Ôi trời, lại gì nữa đây? Mọi người biến thành zombie hết rồi. Một mình tớ không thể xử lý được. Vũ Phu nên làm gì nhỉ? Ha.
Liệu rằng Húc Phu sẽ đánh bại zombie chứ? Không! Không được rồi! Giờ Húc Phu chẳng còn đồng minh nào cả! Chỉ là giấc mơ! Là mơ thôi! Do mình chơi điện tử nhiều quá! Thế thì đứng dậy trang trí lớp học đi! Bọn tớ chỉ dễ kịp thôi! Tớ xin lỗi! Để tớ giúp các cậu! Các bạn nhỏ ơi! Hãy luôn giúp đỡ bạn bè nha! Chuyện gì xảy ra với bố con Casper thế nhỉ? Ai làm bố tốt hơn? Không phải lúc này, Casper! Mẹ đang bận lắm, con yêu à. Ôi, Casper chắc hẳn cũng rất cô đơn đây mà. Mọi chuyện không được suôn sẻ như mong đợi mất rồi. Chẳng vui chút nào à. Chờ bố tí nhé, con yêu. Casper! Cùng thử lại nào cô trai. Casper ơi, bố cũng đã rất cố gắng mà. Bình tĩnh và làm tiếp nào con. Sói vui vẻ chứ kìa. Cậu bé đã thỏa được mong ước. Còn ở bên này, tiến sĩ mèo vẫn quyết tâm sửa robot cho Casper chơi đấy. Em Casper chắc sẽ thích lắm ạ. Bố của cháu chẳng giỏi chơi bóng đâu. Cháu ước có thể ở đây cùng mọi người mãi ạ. Bố đã sửa robot cho con rồi này. Bố dành rất nhiều công sức để sửa nó đấy. Con xin lỗi bố ạ. Con trai, tuy bố không giỏi thể thao nhưng bố sẽ tìm cách để chơi được cùng con mà. Các bạn hãy nhớ, bố mẹ luôn muốn chúng mình được vui vẻ. Hãy yêu thương và trân trọng bố mẹ nhiều hơn nữa nha. Ôi, ở đâu ra nhiều cô dâu thế này? Húc Phu cùng với 100 cô dâu. Anh em mình thắng chắc rồi. Không khỏe
lại chút nào. Làm sao có thể diễn kịch được bây giờ? Cùng xem Wufu có cách giải quyết thế nào đây nhỉ? Như đã thông báo, tớ có một nữ chính đóng vai vở kịch sắp tới. Một cơ hội tuyệt vời để có thể nổi tiếng. Wow. Người tiếp theo. Nếu em được nhận vai diễn, chúng ta sẽ mặc trang phục đẹp nhất. Lên đi em. Rồi đó. Vai diễn là của em cơ mà. Cậu đang ốm thì để tớ diễn thay cho. Cho bọn tớ cơ hội đi. Mọi chuyện lại rắc rối rồi. Lựa chọn của Wufu sẽ ra sao? Thôi đi, dừng lại. Mà không có sự nhường nhịn thì sẽ chẳng vui vẻ một chút nào đâu. Lại đây nào. Ở đây này. Lần sau mọi người phải luôn bình tĩnh nghĩ cách giải quyết vấn đề nha. Em xin lỗi ạ. Còn về vở kịch, yên tâm, mỗi người đều được diễn một vai phụ đấy nhé. Ôi, đây là ai? Hả? Siêu sao kiêu ngạo. Anh nổi tiếng rồi kìa. Anh ơi. Hóa ra Wufu đã trở thành ngôi sao rồi kìa. Vậy phải đi ngủ thôi. Không thì con sẽ đến muộn buổi biểu diễn vào ngày mai đấy. Vâng ạ. Siêu hạng nhất đã đến rồi đây. Wow. Các bạn có biết sao Wufu lại có những hành động như vậy không? Không, đừng làm vậy. Anh cần giữ hình tượng nên những bức ảnh phải đẹp mới được chấp nhận. Hả?
Vũ Phù ơi, thế này là mắc bệnh ngôi sao rồi đó nha. Ôi, liệu Vũ Phù kiêu ngạo có được mọi người đón chào không nhỉ? Hậu quả của việc tự tin thái quá vào bản thân mình đấy, Vũ Phù à. Chẳng phải em muốn chụp ảnh anh sao? Chụp mau đi nào. Cậu đã quá kiêu ngạo. Vũ Phù à, để mọi người không muốn chơi với cậu nữa. Tớ xin lỗi rất nhiều. Dù trong hoàn cảnh nào, không nên kiêu ngạo nha, các bạn nhỏ ơi. Ôi, một sự mất tích ư? Các cậu ơi, các cậu đâu rồi? Sự mất tích của những cô bé. Hãy tìm xung quanh và hái loại nấm này nha. Ai là người lấy được nhiều nấm nhất sẽ có thưởng đó nha. Cha, các bạn nhỏ đang vô cùng cố gắng cho cuộc thi hái nấm đây mà. Có chuyện gì đáng sợ xảy ra không đây? Chắc chắn các em ấy đã vào đây rồi. Mau mau đi tìm các em ấy thôi. Đủ rồi, về nào. Lần sau, các em không được tự
lưu ý rời đi như thế nha. Và nên nhớ không được vào những nơi có biển cấm đâu đấy. Sau bài học này, có ai còn muốn tự ý đi ở những khu vực lạ không nào? Nhà ai mà ngồi thế này? Này! Tại sao Lucy lại lấy ghế của nhà Amy vậy? Thử thách nhà một màu. Và thử thách trang trí nhà một màu ngày hôm nay. Bắt đầu. Ngôi nhà nào được bình chọn nhiều nhất sẽ giành chiến thắng. Cha cha, ngôi nhà một màu nào sẽ giành chiến thắng bây giờ? Wow, các bạn có đoán ra đây là nhà của ai không? Đúng vậy, chính là nhà của Lucy. Ôi nhìn kìa, ngôi nhà màu đen của Amy đang có rất đông khách tham quan. Không những thế, nhà của Amy còn đang nhận được rất nhiều bình chọn. Đến xem ngôi nhà đen nào. Ôi không, nếu cứ tình hình này, Lucy sẽ thua mất thôi. Cách này thì không được rồi Lucy. Động vào đồ của người khác mà chưa xin phép là tệ lắm. Mọi thứ đang không đúng như dự tính của Lucy. Thế là sự thật đã được phơi bày. Em đã phạm luật rồi. Mỗi người chỉ được dùng một màu thôi mà Lucy. Này, đó là của tớ. Sao ghế sofa của tớ lại ở đây? Chỉ vì em muốn làm đẹp hơn cho ngôi nhà của mình thôi anh ơi. Nhà của em đẹp đấy chứ. Chúng ta có thể mở tiệc trà trong này. Xin lỗi tất cả mọi người ạ. Em đã biết lỗi của mình rồi. Ôi Gung Fu, dừng lại ngay. Sự nguy hiểm của laser. Bò. Gú Phù lại nghĩ ra trò gì với chiếc bút laser mà cô mèo đánh rơi vậy? Siêu nhân của tớ có mắt là dày y như trong phim luôn nha. Ghê không? Bấm một tí nào. Tớ phải chơi trước. Ôi trời, các bạn nhỏ không những đang nghịch ngợm vào đồ vật rất nguy hiểm mà lại còn tranh giành nhau nữa kìa. Hả?
Và tiếp sau đó là vô vàn những rắc rối đã xảy ra. Nó ảnh hưởng đến rất nhiều người như vậy đó. Hả? Dừng lại ngay. Cái này không phải là đồ chơi đâu. Tia laser có thể làm hỏng mắt của mọi người đấy. Đúng thế, mắt chúng ta sẽ yếu đi rất nhiều nếu bị laser chiếu vào. Em sẽ không bao giờ nghịch cái đó nữa đâu ạ. Không chỉ mỗi loại laser này, tất cả các tia laser đều có thể gây hậu quả nghiêm trọng đấy. Ôi không, những đám cháy cứ thế mà lan ra khắp mọi nơi. Thật đáng sợ. Có một số loại laser có thể làm cháy nổ vì có nhiệt độ cao. Không bao giờ nghịch vào laser, nhớ chưa nào? Dạ vâng ạ, thưa cô. Quái vật pizza. Ôi, đây là gúp phu khi tăng cân ư? Tớ ăn nó căng cả bụng luôn. Cậu quan thêm đi, đừng ngại nha. Các cậu có biết là ăn nhiều đồ ăn nhanh nó sẽ gây hại cho sức khỏe như thế nào không? Có vẻ như Gufu và Pando chưa nhận ra hậu quả đáng lo ngại về việc ăn quá nhiều thức ăn nhanh rồi. Bọn mình tham gia một trò chơi này nhá. Luật chơi là các cậu phải tìm đường ra để thoát khỏi cái mê cung đó. Cha, cùng xem trò chơi này của Alien sẽ giúp Gufu và Pando hiểu ra điều gì nha. Ôi trời, quá nhiều món ăn hấp dẫn. Làm sao mà hai bạn nhỏ có thể vượt qua được đây? Các bạn đoán xem, kết quả của trò chơi này là gì? Trông kìa, một cơ thể thừa cân và không có sức lực. Cả Gufu và Pando đang vô cùng mệt mỏi đây mà. Đi nhanh, nhanh nào. Bọn mình phải ăn uống nhiều hơn, chắc chắn sẽ siêu khỏe luôn. Đồ ăn nhanh không thể giúp chúng ta khỏe mạnh hơn, mà nó còn khiến mất cân bằng chất dinh dưỡng trong cơ thể. Sức khỏe bị ảnh hưởng không tốt chút nào. Thua cuộc. Bình tĩnh nào. Đồ ăn nhanh là nguyên nhân lớn gây ra bệnh béo phì. Khi đó chúng ta sẽ rất mệt mỏi và dễ bị chấn thương đấy. Tớ hiểu rồi, tớ sẽ không ăn quá nhiều đồ ăn nhanh nữa. Cha cha. Có chuyện gì vậy? Sức mạnh băng giá của em bé Lucy. Theo mẹ thì Lucy có thích búp bê này không ạ?
Lucy bảo có đấy. Vậy thì mình mua thôi à. Ôi, nhiệt độ điều hòa thấp quá, khiến mẹ sói lạnh run cả người. Và có vẻ mẹ sói đã bị cảm lạnh mất rồi. Lạnh quá. Nhưng mình thấy có lạnh lắm đâu nhờ. Wow, Wufu có ý tưởng gì đây? Trời, chỉ vì mẹ nói là Lucy thích Elsa nên Wufu đang tưởng tượng Lucy như một nữ thần băng giá ở trong bụng mẹ. Mẹ ơi, nước ấm đây à? Cảm ơn con. Ôi không! Wufu đang sợ rằng Lucy có thể làm đóng băng bụng mẹ. Mình phải ngăn cản Lucy lại mới được. Wufu sẽ làm gì bây giờ? À, một chiếc máy sưởi ư? Con định làm gì? Mẹ bị cảm lạnh ấy mà. Con chỉ cần giúp mẹ làm ấm là mẹ và em Lucy sẽ không làm sao. Thì ra là thế. Ôi trời, Wufu dẫm gãy bút màu rồi kìa. Tại sao lại đối xử với bút màu như thế? Wufu chẳng biết giữ gìn chúng ta chút nào. Mình sắp muốn học rồi. Trông các bạn bút màu thật đáng thương. Ôi không. Có vẻ như Wufu vẫn chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra. Đây chính là hậu quả của việc để bút màu lung tung đó, Wufu ơi. Cậu cho tớ mượn màu được không? Ôi là trời, Wufu dùng như phá vậy. Phải mau đi tìm màu của mình thôi. Màu đỏ ơi, màu vàng ơi, hai bạn ở đâu? Cứu bay. Cứu bay.
Hả? Bà vào đi, rồi tớ đưa hai cậu về nhà. Không, chúng tôi không muốn về nhà với cậu. Cậu có chân trâu hút máu đâu. Tớ xin lỗi mà. Tớ hứa sẽ giữ gìn cẩn thận. Các bạn hút máu sẽ cho Gúp Phu một cơ hội sửa sai chứ. Các bạn nhỏ ơi, nhớ giữ gìn đồ dùng học tập cẩn thận nha. Tệp đính kèm của mẹ. Ô, bóng dáng ai đó vừa vụt qua nơi đây. Đố các bạn nhỏ đoán được đó là ai. Mày bị bắt rồi nhé. Gúp Phu ngoan, cho mẹ đi làm nào. Không, con muốn mẹ ở nhà chơi với con cơ à. Thôi nào, bố chơi với con nhé Gúp Phu. Gúp Phu. Giờ mẹ chơi với con nha. Ôi, mẹ cần giúp bố nấu cơm nữa cơ. Gúp Phu ơi. Và trong này, mẹ có một tệp đính kèm mọi lúc mọi nơi. Chính là Gúp Phu. Hãy cùng chơi trò truy tìm kẻ trộm nào, Gúp Phu. Chơi thôi, mẹ ơi. Trốn kỹ vào. Con chơi trò này giỏi lắm đấy à. Chúng mình cùng chờ xem sáng kiến của sói bố có thành công không nào. Có vẻ Gúp Phu đã phát hiện ra manh mối. Không phải. Bắt được mẹ. Hả? Mẹ ơi. Mẹ rất muốn chơi cùng con, nhưng mẹ cũng cần phải nghỉ ngơi. Thôi nào Lucy, anh em mình ở nhà chờ mẹ về nhé. Các bạn nhỏ ơi, chúng mình hãy thông cảm cho công việc của bố mẹ nha. Ôi, Gúp Phu, Berry, Lucy đâu rồi? Olaf giả mạo. Nhớ đừng đi chơi xa quá nhé, các con. Vâng ạ. Chỗ kia nhiều tuyết chưa kìa. Ra để làm người tuyết đi. Đi thôi nào. Ôi trời, bố Berry vừa mới dặn xong mà các bạn ấy đã quên rồi ư. Đồng ý. Và trong này, tên trộm tê giác đã ẩn nấp ở đây. Chắc chắn hắn lại có ý đồ xấu. Elsa ơi, chơi cùng Olaf nhé.
Nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, quá nguy hiểm. Phải không? Tôi nghe. Cứu cháu bói. Khi gặp trường hợp tương tự, chúng ta sẽ làm gì? Ôi không. Thật may mắn cho các bạn ấy, vì bác cảnh sát đã đến kịp thời. Các con không nên chơi xa chỗ người lớn như thế. Dạ vâng ạ. Yeah. Ow.